Ngọc làm sao an tâm mà cứ bước theo chồng hả anh? Ngọc ơi, nhìn người mình yêu đi lấy chồng thì làm sao anh không đau khổ? Nhưng anh muốn tới đây để gặp em một lần sau. Để làm gì hả anh? Để nhìn em mặc áo cô dâu ngày xuất gia, để nói lời chúc em hạnh. Dù chưa phải không chắc được tự nhiên, ai biết đời mai sao bao giờ, ai biết đâu ngờ. Tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha, xa xa từng kỷ niệm đầy vơi. Lòng mình phôi xa sao không bằng người nhớ. Hận tình khóc ta trọn đời riêng mong, sẽ qua đưa em về nhà. Ta đón xe tang tiễn hồn anh xa. Ngục tội đau đọc hẳn đêm trường điệp khúc tiêu. Biệt hai nơi là mắt rồi thôi, xin ra cười làm vui lòng người. Đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Là mắt rồi thôi, xin ra cười làm vui lòng người. Đành chờ kiếp sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chết cảnh hôm nay là đánh số gió trời. Đáng ngời như một đóa hoa xuân, tôi chẳng lắm tay buồn nên đồng hương dân già. Em lấy chồng xa làm vui lòng ba má, tôi đâu dám hờn chỉ buồn bà thân tôi. Chồng lão
mưa